tin chúng tôi vừa thực hiện. Thực hiện chương trình giám sát tình hình kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với các ngành đơn vị liên quan. Tham dự buổi giám sát có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến đầu tháng 7 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 26,4%. Các nguyên nhân chính được ngành chức năng đưa ra khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là vướng mắc về quy định của pháp luật trên tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án kéo dài phức tạp, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là di dời lưới điện còn chậm, năng lực của các trung tâm phát triển quỹ đất còn hạn chế. Các đại biểu Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, những nguyên nhân trên là không mới đã được nhận thấy từ nhiều năm nay. Vì vậy, việc cần làm bây giờ là các ngành chức năng cần phân tích bóc tách cụ thể từng nguyên nhân để tìm ra giải pháp dứt điểm, tránh dây dưa kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư công không chỉ của năm 2023 mà cả giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, đoàn giám sát yêu cầu các ngành nâng cao hơn nữa công tác phối hợp trong từng khâu, từng bước để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Ngoài ra, quan tâm thực hiện tốt từ khâu lựa chọn đến lập dự án tránh tình trạng điều chỉnh nhiều lần làm chậm tiến độ đầu tư